Cùng mẹ mày. Ừ, con mẹ mày. Trời. Chào tầm nghề thủy một thời gian hả? Hay già, tại vì sắp tới bồ với lại cái thằng này đều đó chuẩn bị ra một cái phim trưởng của Việt Nam nên là nghỉ bắn đi vài một thời gian mấy nay à. Tao nói vậy thì có đúng không? Ở cùng mẹ mày Nói đúng cái lầu gì hả? thì tao nói sắp tới tao với mày không có bắn đi vài nữa, tập trung vào đóng phim đó cùng mẹ mày. Tao với cái mày thì đóng được cái phim gì hả? Ngày giặc thì có phim bú qua bú lại đó, mày bú cu tao còn tao thì bú cu mày, có được không đó? Còn mẹ mày, Má chơi vòng tròn. còn mẹ mày Lâu quá. Đi chơi lâu vô. Anh bố ơi cho em xin Discord by loader Sika anh. Ok mời đại sĩ xíu anh gửi cho em. Cảm ơn em. Bây giờ đó, bây giờ tất cả anh em trong đây bắn thì phải dùng cái giọng phim trưởng, nếu không được thì đi ra đi. Con mẹ thằng nào chấm hai vậy? Con Alo, mẹ đó làm tao nhảy luôn rồi. con mẹ nó, Con mẹ đó. bây giờ nhảy sao mà Cho vô, luôn. bây giờ nhảy sao thì vô chấm hai đang cướp hết đó mấy nay à. Cùng mẹ ông ra xì nách. Ông mở mít anh đi, ông cười con cặc à. Ôi, xuống sao rồi, cùng Rồi mẹ đó. nào, có người vô bên phải Nào nè, bên vô phải không có rồi, người. vô đi, Thôi được cứ xuống rồi. lên Lên thôi, thôi lên đi. xe nhà Vô Vô đi. Đừng mời ông. À đậu mẹ nó đéo chết Thằng em nào ơi. vậy, con mẹ đó. Thằng nào chửi tao đó, lấy cái lỗ tai mày bây giờ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cái thằng khốn nạn, con mẹ mày. Dám điệp Đụ mẹ mẹ tao. mày, tao dám chết mẹ mày. Ông mẹ mày. À xin lỗi tao, tụi em. À. Mày, Ôi bắt đầu vô. Mày Đó báo là ai mày. vậy bố? Ơi. Con mẹ đó. Con mẹ mày. Ngay ra lỗi tao, lỗi tao. Ủa, thằng Long đâu rồi? Chết mẹ rồi còn đâu. Đây 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 lỗi tao nên là mày lấy máu của tao đi cùng mẹ mày. Con mẹ Bốn thằng đó, luôn này. Lồn le leo này. Thì con mẹ mày vừa chạy ra thì mẹ mới bơm luôn. Thề trận ba đầu ba thôi, xích trận cấp đầu ba thôi, mới ba trận đầu tiên mà nháp được lồn. nữa Cảm ơn em nha. Mẹ mày ra đưa đầu cho nó quăng bơm. Thề thằng nào cái thằng nào ném nét vậy? À, xì nét đúng không? Nó chứ lồn nào. Gì mà đang bắn nguyên cho cóc ở dưới chân luôn. Rồi luôn đứng nữa rồi nè, con mẹ nó. Mày có bị đứng không Qua hay leo? mới đi. À đây rồi, đây rồi. Vô em bình thường. Máy gì lồn vậy con mẹ nó. Cái già chắc là do Không phải mạng đó. Đông như chó vậy. là Cỡ 80 thằng thôi. Nghe dạ, nhưng mà tin à, dạo này mày còn khỏe không đó hả? Tin. cái gì Tao hỏi mày dạo này còn đi đóng phim không đó? tao hả Đúng vậy. dạo này ở lắm mày à Ngày giờ đóng phim mà cũng có ế. Hay chẳng qua là mày hết thời nên là người ta không có mời mày đi đóng phim nữa thôi. thiệt là tao hết thời rồi mày à Nên là bây giờ mày đi xì chim mờ giống tao đúng không? Con mẹ mày. tao có chuyện đâu mày có bị điên không hả Quà wow, mày không chìm vậy mà mấy cái thằng khốn nạn kia bảo là mày đang chìm đó. Quà wow, thật là khốn Thằng nạn. nào? Ngày già cái thằng gì mà lọc vlog gì nè, con mẹ nó. Tao có chìm đâu, mày có điên hả? Vậy là lỗi tao. Mày xin lỗi tao đi. Vậy là lỗi tao nên là mày phải xin lỗi tao đó. Con mẹ Thôi mày. mày. Tao nói là mày xin lỗi tao đi. Đây mới là Rambo mà tôi thích nè mặt cười con mẹ ông bo ao hát mặt cười Con mẹ ông đó, con mẹ ông. Ngay ra đồ nét mà cũng chửi con mẹ tôi nữa. Thật là khốn nạn mà. Có quà đâu có làm gì đâu anh này à. Con mẹ đó. Thật là khó chịu mà. Lâu lâu chơi với là thằng em Châu, Châu Tinh Leo thôi. Thì dạo này nó vào đội tuyển PUBG chuyên nghiệp.
Nên là anh em ít chơi với nhau đó mà. Alo. Tiền anh mua, tiền mua sao anh không thấy cái máy tính khác là sao? Sắp tới mới mua mọi người ạ. Bé đâu? Sao bé đâu quá? Qua resort hay là đi qua bút cam này? Nghĩ ra leo à? Theo mày đó thì cái map này nhảy đâu ở? Theo tao hả? Đúng vậy, theo mày đó. Theo tao thì cái map này không 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 no 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 no, mình phải chạy hát đó con mẹ đó. Cái map này nên nhờ tao... nên là nhảy Hà Tĩnh đi. Hà Tĩnh là hợp... đúng vậy, Hà Tĩnh là hợp lý con mẹ đó rồi. Ok. Lị à, cười con mẹ đó, con mẹ nó đúng không anh Sinac? Ngày dạ mẹ, tao dậy trễ rồi tại do mày đang chỉnh, mày đang chỉnh sờ chim đúng không con mẹ mày? Đúng rồi. Sao đúng mày biết hay vậy? Đúng con mẹ mày của tao mà. Wow, tin mày không biết chứ tao là một fan hâm mộ chân chính của mày đó. Lúc nào tao cũng dùng Aclon để tao chửi mày thôi, mày không biết sao? Con mẹ mày thì là từ nãy giờ mày chửi tao đó hả? Mày đi ăn khốn nạn. Tao nói như vậy thôi con mẹ mà. Ê! Đéo có súng luôn rồi, ăn lồn rồi. Trời ơi, đéo có súng luôn. Hello U anh bao dấu bé ba. Hello em nha. Chúc anh xem chim vui vẻ nha. Đúng rồi. Leo à, lên lấy berry cho này nè. Ê, kế nhà tụi mày có một thằng đấy. Ừ đúng rồi nha, thằng ông ca nhảy vô ấy. Tầng 2 ấy, mới thấy nó. Leo à. Cái gì? Gần tao có một thằng đó, mày lu là ai vậy? Em cũng hát đột kích luôn. Mẹ năm. Cái sạch vàng á. Năm lu, năm lu sao bằng điệp mẹ Quang Blue. Bluebee 20 kill trong 1 năm game á. Anh làm gì vậy? 36 rồi à. Giải mà thành 6 nóc vàng luôn. Có phải boss đâu. Xưa chơi game đó đéo hát chịu đéo nổi không? Chơi em gì? Tại vì tôi kia cũng hát anh rồi. Đọc kích. Ờ thề đi mà chơi đục. Tại vì chơi. Ê ông chơi Hoàng Lăng á, ông cầm 6 nóc vàng ông thủ. Thấy cái lồn vậy? Ôi nó đá, nó đá xì chim, nó hỏi thấy không kìa, địt mày vãi lồn tật. Nó là thấy ai leo không, địt con mày vãi lồn. Thấy cái gì? Nó là thấy ai leo không, thấy ai leo không, địt vãi lồn thật. Là sao? Nó đá xì chim. Xong rồi nó nói chuyện ở trên mic á, tôi nghe được, ông hiểu không, ông hiểu chưa? Vãi lồn, nó hỏi thấy không nè. Vãi lồn thật. Là đá chim tôi là chim ông. Ai biết? Đâu rồi, tôi bay đâu hết rồi, mẹ tôi sợ quá. Ở đâu còn lâu mới nói. Đây rồi, súng rồi. Tự lo được mà hết rồi đúng không? Lớn rồi. Bét nhảy vô cái khu lớn rồi. Trên trời luôn. Nếu bây giờ có súng. Anh cứ ngồi yên trong đấy. Rồi, lớn rồi. Điệt con mẹ. Lớn rồi nè. Thằng chó. Lại là thằng Long. Con mẹ. Ui. Lại là thằng Long. À, alo, gớt. Gớt chim mẹ ơi. Phải lồn thế. Chó đứng yên con mày. Chạy đi. Ê. Cháy vậy. Là cháy flash cơ bản cho anh này. Em. Quay quay cái lồn thế. Có gì hết. Không phải đen. Wow, không có súng đó. Sao chơi đi hả? Đi trời con mẹ đó. Mày cầm cái gì, khẩu gì đó hả? Lầu gì đó. Súng nè, tụi mày. Súng gì vậy này? Ôi. Mẹ mày giật của mình. Phải lồn. Máu nè, máu nè. Có rồi, có rồi, từ tập hút thôi. Còn mẹ nó không có súng cho mày chơi đi hả Sinat à? Ngày giặc cái thằng nào chấm vô chỗ này vậy, như lồn vậy. Mà ăn lông lại chết rồi. Phải lồn thật.
hát gì đây? Lấy xe đấy. Mày có súng chưa bồ? Chưa. Sao Sinh Nách kêu có AK? Nga AK của Sinh Nách mà, đâu phải của tao đâu. Anh làm đồ mà có AK, mày bị điên hả? Cái gì vậy, AK đâu ra? AK là của cái thằng trái, khác trái, đó. Trái. Nóc rồi, nóc rồi. Còn mẹ mà. Đi con mẹ mày. Mày tới số mày rồi. Mày tới số mày rồi, tao chết tao cũng giết mày. Đi. Hai mày, hai. Mẹ mày. Làm gỏi mấy này hết. Hai bố ơi. Trời ơi, không hay sao đến đây? Không hay sao đến đây? Ai ai. Ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Trước mặt. Từ từ. Trước mặt tao nhà tầng cao đó, đó. Anh không có máu bố ơi. Từ từ em có máu, không có máu. Bình tĩnh để cho ai leo lo nè. Nè, máu nè. Lốt mày kia, đi em. Gì? Anh lo được. Trái leo có kìa. Từ từ leo ơi. Ui. Ê. Cái lồn dạ leo. Từ từ. Xin nắp ơi, sau lưng mình có thằng nữa, xin nắp ơi. Trái xin nắp rồi. Ôi, đừng bắn. Nghe không? Không. Đông lắm nha, đông lắm nha. Còn mày còn máu không? Tao còn. Nè, cho mày nước. Ôi, cho mày đang bẫy nè. Tao không có giáp, ui hết. Lộn đông dữ vậy trời. Đâu hết rồi. Mẹ đâu hết rồi. Nhìn cháy rồi. Nhìn như nhà thôi. Cái lộn vậy? Đây. Thấy rồi. Đóng một nè. Đâu vậy? Đi con. Sao nhà một tầng đây? Nhà tao chấm một thằng nữa nè. Bốn. Nó bò nè. Nghe. Con đỉ mẹ mày. Bò tàu em ơi. Hello anh Bô Mụ Mụ, cho em hỏi hồi lúc anh học ở trường Ngô Gia Tử Cam Danh đúng không anh? Giấu bé ba VTN. Đúng rồi em ơi, con mẹ đó. Bên đây. Từ bố ơi. Ôi sao lưng mình có tiếng gì? Cái lồn gì đông đấy. Đông lắm. Tìm sau lưng mình có tiếng nhảy cửa nữa này. Cái lồn đấy. Mẹ ơi, đông quá. Thôi gúp về chỗ kia mình lút đã. Cùng mẹ nó. Đen. Ủa rồi gì đây? Cái lồn kìa em ơi. Cái lồn gì đấy? Được tao. Đéo ổn mà baby. Gì đây? Vì ở đây bên nhau ta nói lại tình xưa. AK này nhiều đạn lắm nha anh em. Hai em ơi. Từ từ nha. Tôi đang loot cho mọi người đây con mẹ nó. Gần đến rồi. Còn thằng nhà hai tầng màu xanh đối diện nữa. Đây qua đây. Mặt lồn nó rồi.
Nó ở đâu đi? Hai thằng cái gì á, bên đây hai thằng cái gì á. Ok. Đâu? Đâu vậy anh? Đây. Gốc cây á bươi. Cây nào? Cây nào? Cây nào? À. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Mày ra mày. Còn không còn? Hết rồi, hết rồi. Hết, rồi. Hết máu luôn rồi, hết máu luôn rồi. Đây, đây máu, đây, máu đây, máu đây. Woo, good luck baby. Đây. Còn mà làm lồng ke. Lồng ke. Đây đây cho anh nè. Cho nó cơ hội không anh? Rồi, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Thử xác đi. Thôi chơi đi. Thằng nào lấy cái sáo không? Em. Woo! Woo! Cùng mẹ mày sao lấy sáo của tao đó hả? Khốn nạn mà. Mày lấy cái sáo của tao rồi, cùng mẹ đó. Thôi tao bắn. Mấy thằng thấy không đâu rồi. Vậy là clear rồi hả? Hay ra sao game dễ vậy này? Clear rồi. Có thể nào khó xíu được không? Game dễ quá ai mà chơi hả? Thôi đừng có bắn. Game đâu có bắn đâu con mẹ đó. Mày bắn với thằng nào? Ngay giờ là mày con bắn mày đó, mày... trao đổi từ tao hả? Mày chơi anh Sinat đó con mẹ đó. Chơi được cái đời đầm lén vậy chứ hả? Giống như thằng Nhiếm đó, ngoài mặt thì nói thương tao lắm, nhưng mà lên chim toàn nói xấu tao thôi. Mày cũng như nó mà thôi. Nghe dạ tao thương nó lắm, có khi nào tao nói xấu ở đâu. Chỉ có một hôm là nó thèm bóng quá, nó nói với tao là nó sợ. Tại vì chơi bóng nhiều quá là bị tê liệt thần kinh con mẹ gì đó. Nên là nó kêu thêm hai bình nữa hút cho đỡ sợ. Tao có kể cái chuyện đó lên chim thôi. Tao tốt với nó mà đúng không? Thì là mày tốt quá đi. Cái gì là bạn tốt là phải vậy chứ hả? Giọng ba leo xịn mãi lồ mất. Hay giờ cái thằng này là đóng phim chung với bồ mà. Nó không xịn sao được hả anh này? Đi lấy xe đi nè. Nghe giọng khó chịu địt mẹ mày. Kỳ thế nhờ. Xe đâu? Là gì có xe. Ôi, lẹ thiệt chứ. Gì? Gì vậy? Nhưng anh chiếp hạ AK ở đây bạn. Cặp AK nó bắn lén à. Nó đâu rồi? Anh bô để cho Aleo bắn. Nói đi á. Đi mà em kêu nữa Aleo nói chứ San kêu được. San để được em. Thằng lòi le này. Chỉ mày. Nói con mẹ gì hả? Thì nói như vậy đó con mẹ đó. Mà nó nói kêu đó gì? Mà chết cùng mẹ tao luôn. Thì đó, kêu nói cái giọng châu tinh kỳ. Mà nó kêu là tao im đi. Cho mày nói cùng mẹ đó. Nhìn cái thằng lồn lòi le này. Đâu? Custom anh Ashley kìa, anh mặt cười. À, anh không bắn custom em ơi. Ba thằng. Em với thằng bố, em với thằng bố đang. Đây, tới nè, tới nè. Mô. Tới luôn. Mày muốn bú cô Aleo cái gì mà mày kêu để Aleo nói hả? Cùng mẹ nó. Đâu? Đâu? Đường chính nè, ngay đây, ngay chấm 2 của anh luôn. Điệt cô mẹ. Ok. Đây nhảy. Kìa chạy kìa. Sao mày bắn sớm thế? Ba viên rồi. Cùng mẹ mày. Tao làm nó ba viên rồi đó. Nổ súng nhưng mà đéo giết được thằng nào. Thì tại tao xui thôi. Nếu mà tao hay ngu. Mày ngu. Không có. Tao mà ngu là tao đâu có vô ghi phân đâu con mẹ mày. Ôi. Nó chịt anh em ơi. Đầu nha. Bên đường thằng bố hết rồi đó. Rồi đem. Bố từ từ thôi. Chết bây giờ. Đéo chết rồi mày. Yếu, cực kỳ yếu luôn.
tóc nữa nè. Toa mới tao nè, mới tao. Lê 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 lê. Nice. Thôi tao làm hết. Tao lo được. Mấy thằng này đã chia đúng không? Cái con cặc gì bốn thằng chạy ra đây làm cái gì? Tính đủ tao hả? Đã chia đúng không? Đi chết đi mày. Trong kia đó anh này. Bố lo được. Trời ơi, tin bố chứ. Hãy tin bố. Cầm thắt lửa như vậy. Thác ở đây nè, snap, xong chưa loot. Nhìn đéo biết chết ở đâu ấy mày. Đây gì? Phải. Uầy. Thằng nào đéo qua chó vậy? Vân hồng mây xa đáy. Đéo qua tàu. Thở, phải vật cho. Thằng nguyên con bà Thuận có xem live stream về má mày tìm kìa về. Lồn gì thế? Phải lồn thế. Thằng nào gì? Con bà Thuận gì à gì? Phải lồn thật gì còn. Đéo có xe tám à? Này, tám này anh xin hết. Có rồi. Cái tám này gắn vào đít ra. Em lo cho anh vậy thôi. Ờ có xe đó, xe đâu, xe đâu, xe đâu. Phải điệt mẹ, xe bất kỳ. Điệt mẹ, mày bô lo hết. Có thằng nào có băng đạn. Ngành Sinat chỉ cần việc là nhìn thôi. Còn bắn thì lấy em lo cho. Đây. Tôi làm thiếu súng gì đúng không ta? Tôi hơi bị nhiều đồ á. Ừ. Nhiều đồ quá nên là bắn không có hết đó. Ngành bộ có đi. Lấy đèn năm mà. Cậu có đi nghỉ dầu anh này à? Tay cầm à? Có nhưng mà không có tay cầm. Đè mày. Đi. Đi qua kiếm xe chở Nga Leo nè. Nó đi bộ cũng được rồi. Không cần phải chở nó đâu. Cùng mẹ mày. Cùng mẹ mày đó. Anh đẹp như cái con cả. Đây là mày đi, xuống đi bộ đi. Để ta đi với anh Sinat. Mày đi ăn cướp đi. Cùng mẹ đó mày. Quen đâu mà cùng vậy hả? Cũng không sao. Ra giữa cầu đi anh, ra cầu chơi đi. Thôi anh lộn, ta đi bộ rồi. Rồi rồi, anh xin đánh bỏ một bộ đó đi cho nó chạy đi, xong rồi nó quay lại nước em. Rồi đây, bỏ đây đi, em chạy được rồi. Cùng mẹ nó bỏ phải nhanh lên chứ này. Hết thương em đi. Ui. Kinh thế. Hồi chiều em tính làm cây mai anh Sinat. Phải lùn cây mai. Hồi xưa Nhiếp có đấu giải là làm cây mai nhưng mà nó bật tâm chậm quá. Ngành độ hả? ngành độ. Hôm nay có lại mấy này à. Nhưng mà ê, anh qua 2 luôn á nha. Bây giờ độ mới like lận. Thì lúc đó 10 giờ là bộ cũng chuyển qua nono rồi. 2. 10 giờ mới like trên nono nha. Qua sao 10 giờ rồi chưa đón bé đó vậy hả? Con mẹ đó. Sao đâu vậy? Hỏi có giao mèo được không? Không thì để tao giao cho con mẹ đó. Ôi. Bo kìa. Alo. Qua cầm cầu mẹ. Ôi. Ôi được bán. Chó này. Lồn thế. Còn mẹ bên mày kia. Bên kia có xe luôn. Kìa, xe cháy luôn kìa. Thật á? Ừ. Kiếm thuyền đi bố. Có người cam cầu, có người cam cầu. Cộng trái thiền. Thôi ăn lộn. Có người cam cầu rồi con mẹ. Ôi, điệp mẹ bo vãi lộn thế. Điệp mẹ thuyền bên kia xong mới. Thôi rồi, thông chốt anh ơi. Toàn bím rồi.
thông chốt, thông chốt, thông chốt. Đấy, nó đi thuyền, nó đi thuyền, nó đi thuyền bô. Đâu? Nó đi thuyền mày. Nghe nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Địch còn mà. Dưới chân cầu, dưới chân cầu. Đang đón bạn đó nè. Em ơi. Cứu thuyền được anh sẽ đá lên hai thằng bơi ơi. Thấy rồi, thấy rồi. Nghe thuyền hai thằng. Một thằng bị bể đầu rồi. Anh xuống bông bơm anh snack. Hai viên anh. Hai bố ơi. Còn nghe thuyền, còn thằng nghe thuyền. Ôi. Địt mẹ nó bơi qua đây rồi. Địt con mà cay thế. Đâu rồi, sao thằng kia lộn đi chết rồi. Sao thằng bố, sao thằng bố im đồn vậy. Alo alo. Ủa địt mẹ tao đếm vào mít hả. Nghe sát tao kìa. Nghe sát em anh xin nó đi. Địt con mẹ. Mày nó lên đây hồi nào vậy ta. Uầy. Cực yếu luôn rồi xin nó đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nó thuyền, nó thuyền, nó thuyền. Nó có lần này bơ em lái đi nha, nếu lái với chiếc này đâu, chiếc này không tạm. Đi 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 sao léo lên được, hết thương em đi. Mày long ca với mình. Ê Long ơi, uầy cộng ta cộng một viewer đấy. Đang có tầm quanh quét này gà con mẹ đó okay. Có tật không đó anh này gà. Ây da. Quét này còn quét tầm không vậy. Gà dạ, cái pha đó xui thôi. Chẳng qua là xui thôi. Nhìn cho cái tình huống đó đó là. Nếu mà biết ra đó thì ơi, chơi luôn. Hiểu trời đủ má. Cái lộn gì vậy? Cái lộn gì? Con mẹ. Đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy. Nhà. Trong nhà đó. Trong nhà này cháy. Ừ. Trời ơi, có quần cục màu màu hồng cũng để ý nữa thề mấy ông. Sao nó tới. Có quần ngủ màu hồng mà mấy ông nhìn ra cái quần slip hay thật. Chịu luôn ấy. Con mẹ đó. Bó tay. Ui, hết hồn. Kẹt kẹt. Vô vô. Mô mô mô. Có tầm quét này gà. Xíu nữa đi này gà. Dài trận nữa đi, nha. Nghi và khi nào mà chuyển qua nô nô đó cho nó bực cớt. Rồi sau đó bắn có tầm quét này cũng chưa có muộn mà. Đúng không? Sao nghỉ một thời gian á, tại vì team anh lo cho công việc sắp tới với lại là về lực nhân sự em ạ. Thì theo như anh em biết đó thì đi phần chia thành hai team Beta và Alpha. Phải thì Beta là team chuyên nghiệp, còn Alpha đó thì chỉ là team for fun thôi. Thằng bất kỳ này nó ra bờ biển sống chà lỡ làm gì hết ta. Ui có xe nè em. Trời ơi tuyệt vời. Đúng là không có hồng bô như là. Không có hồng bô như là cuộc sống mình trở lại ấy. Chở con mẹ mày. Anh ngừng bắn chuyên nghiệp vẫn chuyên bình thường ha anh, đúng rồi. Còn những là chim bình thường mà còn chim thường xuyên hơn nữa mấy nay à, con mẹ đó. Ở dưới kia. Đi đâu? Ở dưới nghe cây đúng không? Ngoài luôn. Thử nha. Ôi.
Quân điểm mình cho bọn này chơi chơi lấy tập 1 à. Ui sao xa ấy. Thôi. Cái bỏ cái cấp 8 không? 8 thì xịn đi. Nhà một tầng em. Đây rồi anh cấp 8 đây. Kê 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 kê, dưới đây nè. Đâu. Ta. Ta kéo yên tâm bắt được. Đi xe kìa em. Ok anh. Đi trái đâu rồi em? Chết rồi, hàng đi trái chết rồi. Cái gì giờ bắn như vậy chứ ai chơi á anh này? Ôi, dưới nhà tầng 1. Mãi lồn bắn căng thế. Đi mà sao mạng lắc thế nhờ? Nó một trong một máu ấy, một máu cực yếu luôn. Ủa anh tưởng nó chết rồi anh buông ra. Chưa cực yếu rồi, cực yếu. Bắn cực yếu rồi. Kéo cây anh ơi, coi chừng trong nhà. Đó có rồi. Rồi lui trong nhà. Điện mình nó dò nét kìa. Góc cây sao, yếu rồi, yếu rồi. Trước mặt liền. Máu lỗi rồi. Hai. Mày tới đâu mù mắt hả chứ. À, bên trái chạy nè em ơi. Căng quá. Nhà một tầng anh ơi, trong nhà một tầng anh. chạy thô cái lồn gì thế. Hai thằng ở nhà em căng quá. Em confirm trong nhà còn hai. Hiểu luôn em rồi. Nhà còn ba luôn ấy. Cái trước mặt gì leo. Cái đó đó. Đó nằm bấm máu kìa. Ghi thằng nguyên con ông Vinh có nha. Đang coi stream về ba mày tìm. Góc về mà. Thái lồn thế. Mày bên phải bắn em ơi, bên trái bắn cặp. Bắn nó rồi. Em lo được. Okay. Em còn nhiều nước không? Yeah. Em à, con. Đóng. Đây. Bố còn tiền mặt rồi. Đủ dư. Giải táp anh nha. Bắn chín nó hai diễn chạy. Đây. Con tiên đúng không? Con tiên nè. Mọi người ơi, xem thằng Leo bắn xíu nha anh em. Mình để xuống chạy, đón con xin cái nha. Con mèo. Chờ xíu nha mọi người. 5 phút. Xem xin. Ôi, cứt nhờ. Ai quăng ấy? Em. Quăng phát ấy. Em. Giả bộ ấy. Rồi, kè góc đó đi, kè góc phải đây. Thank you.
7 thằng nữa. Hai thằng bên trái em á, hai thằng đi xe máy á. Ừ, em hiểu rồi. À. Nó bắn một cái ngay cây kìa. Ôi sau lưng em ơi. Sau lưng. Một thằng thôi. Ở đâu anh? Ngay chỗ cũ của mình, ngay cây. Bỏ vô nè. Nấu vào xe Blazor đâu rồi, đâu rồi. Trái, chạy trái em ơi. Chạy đây. GG. Sao lưng mình vẫn còn vậy ta? Trời, nó móc, nó móc. Nó móc một vòng cung luôn kìa.